gặp nhau trong buổi giao lưu văn nghệ do thành phố tổ chức. Tôi và chồng đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh và tôi luôn cảm thấy là một nửa đích thực của đời mình. Chỉ sau 3 tháng yêu nhau mặn nồng, chúng tôi đã kết hôn. Chồng tôi làm trưởng phòng kinh doanh một công ty giày da, còn tôi có chút nhan sắc nhưng chỉ là một công chức nhỏ tại thành phố. Chồng rất ân cần, nhẹ nhàng chăm sóc vợ. Ngày lễ anh không quên tặng tôi hoa, tặng quà. Tôi thấy rất vui. Cuộc sống vợ chồng êm đềm, đôi khi cũng có va chạm nhỏ như bao gia đình khác. Thời gian trôi thấm thoát đã gần 2 năm. Nỗi buồn duy nhất, mong mỏi sinh được một con mà chưa có. Thúc giục chồng cùng đi khám mà anh cứ khất lần này lần khác với lý do sức khỏe anh rất bình thường. Trong một ngày nghỉ cuối tuần, anh ra ngoài để quên điện thoại. Bất chợt tôi thấy tin nhắn đến máy của anh. Em đã đến cửa phòng không khóa nhé. Tò mò thấy lạ về tin nhắn, vào xem thấy tin trước đó bị gỡ bỏ hết. Xem trang cá nhân của người đó thì biết cô gái này tôi từng biết tên. Ân, trẻ trung, xinh đẹp, đã từng cùng học lớp bồi dưỡng ca múa nhạc, là thành viên đội văn nghệ, hiện làm cùng phòng với chồng tôi. Cô này đã có chồng, có 2 đứa con gái lớn 4 tuổi và cậu con trai mới sinh. Lướt tận cuối trang cá nhân, tôi mới phát hiện ra người chồng Ân chính là Quang, bạn học cùng anh trai của tôi. Xưa Quang hay đến nhà tôi chơi, có tình ý quan tâm đến tôi. Như khi đó còn đang tập trung học nên tôi phớt lờ. Rồi Quang lấy vợ, tôi cũng không hay biết. Từ tin nhắn bí ẩn này, tôi nghi ngờ chồng có nhân tình. Tôi nhìn lại bản thân mình xem có điều gì khiến chồng chán, chồng chê, mới đi tìm người khác. Tôi vẫn trẻ trung xinh đẹp hơn cả trước khi kết hôn, mà núm đồng tiền, nụ cười tỏa nắng. Có sai chăng dù đã cố gắng gần 2 năm nay mà chúng tôi chưa có con? Tôi âm thầm điều tra qua mấy bạn tại đội văn nghệ của cơ quan chồng thì sốc với thông tin nghe nói Ân và chồng tôi đã cặp kè với nhau từ lâu rồi. Đi ký tá hợp đồng họ đều có nhau. Nghe nói họ có con với nhau. Chồng Ân đi công tác về phát hiện chuyện vợ cặp kè nên đã sống ly thân. Việc giang díu này cũng chỉ là tin đồn nên không ai dám nói cho tôi biết. Các bạn lưu ý tôi phải gặp chồng Ân hỏi cho rõ. Chuyện tày đình vậy mà tôi không hay biết, bởi quá tin người chồng yêu quý của mình. Nghĩ lại thì ra việc chồng thờ ơ, chăn gối, nhưng chồng ân cần, nhẹ nhàng, tỏ ra yêu chiều, quan tâm vợ chỉ là đạo đức giả để che mù tai mắt tôi. Nếu đúng như đồn đoán thì gia đình tôi trên bờ vực tan vỡ. Tôi quyết định lột bộ mặt của anh ta xem muốn thế nào. Ngay hôm biết chuyện chồng che giấu bấy lâu nay, tôi yêu cầu anh nói rõ mối quan hệ của anh với Ân. Điều khiến tôi nghe được từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh thú nhận Ân là người yêu cũ. Lẽ ra anh ta cưới Ân nhưng gặp sự phản đối quyết liệt của gia đình Ân. Từ đó cả hai vẫn lén lút gặp nhau, cùng nhau đi các nơi giao dịch, ký hợp đồng,
theo Ân, nói thằng bé có nhiều nét giống chồng tôi. Anh tin đó là con của anh. Sau khi chồng Ân từ nước ngoài trở về, đã gặp chồng tôi, biết mối quan hệ sâu đậm của hai kẻ gian phu dâm phụ. Chồng Ân nói sẽ buộc người vợ phản bội ra đi, với điều kiện chồng tôi phải mua nhà là tài sản riêng của Ân và lo cuộc sống của ba mẹ con cô ấy. Nếu chồng tôi không đáp ứng tức thì yêu cầu thì anh ấy sẽ cho chồng tôi thân bại danh liệt. Vợ chồng Ân hiện đang sống ly thân, chờ tòa giải quyết. Nghe anh ta thú nhận, tôi sốc, đau đớn, thay cho chồng tôi bị đặt điều kiện đến với Ân. Còn gì đau khổ hơn khi chồng ngoại tình đã có con riêng. Tôi khóc lóc, đau đớn, vật vã, nằm bẹp. Sau hôm chồng thú nhận, anh ta thay đổi thái độ. Đi làm về, anh ta chỉ hỏi tôi muốn ăn gì không, rồi lầm lũi, vẻ mặt căng thẳng, lo nghĩ. Thấy tôi khủng hoảng tinh thần, sống vật vã, đau khổ, người sọp đi trông thấy. Anh ta nói xin lỗi tôi, sự việc đã, đang xảy ra, không có cơ hội sửa chữa. Bây giờ cầu xin tôi tha thứ, ly hôn, giải thoát cho nhau, tìm cuộc sống mới. Nằm bẹp mất một tuần tại nhà, tôi quyết định đi điều tra, tìm sự thật, rồi quyết định số phận mình. Xin được số, tôi điện thoại đến Quang, chồng Ân, đề nghị anh giúp đỡ, xác nhận sự việc. Quang thấy bất ngờ sau bao năm không gặp lại tôi. Anh hẹn tôi qua ngay quán cà phê nói chuyện. Gặp nhau, anh ngỡ ngàng trước thần sắc suy sụp, tiểu tụy của tôi. Đầu tiên Quang nói anh không hề biết tôi là vợ của tình địch. Anh bảo sau khi cuộc hôn nhân vừa qua, không còn hứng thú và mất niềm tin người vợ. Sau chuyến đi công tác 6 tháng, khi trở về nước, anh đã có ngay quyết định rời xa người vợ phản bội. Khi này Ân đang mang thai tháng thứ tư. Rồi Ân thú nhận cặp kè với mối tình đầu chính là chồng tôi. Ân có thai và quyết định sinh con cho chồng tôi. Ân xin lỗi vì chồng hay đi công tác dài ngày. Trong lúc cô đơn, đã không quên được tình cũ mà phản bội chồng. Xin anh tha thứ để cô ấy ra đi, chỉ mang theo duy nhất đứa con riêng. Anh cho rằng cô ấy đã không cần mình, đã mang thai với tình cũ. Mọi sự níu kéo, ghen tức, hận thù cũng chỉ là vô ích. Sau khi sinh đứa con trai, cô ấy đã đưa đơn ra tòa với sự đồng thuận của cả hai, đề nghị được tòa chấp nhận ly hôn. Bất chợt, anh nắm chặt tay tôi nghẹn ngào khóc, nói anh rơi vào hoàn cảnh này cũng có phần lỗi của tôi. Chính tôi là cô gái làm anh rung động. Những kỷ niệm, hình ảnh tôi vẫn còn lưu trong trái tim anh. Lẽ ra em phải thuộc về anh. Nhưng hồi ấy chúng mình còn trẻ, anh thiếu kiên nhẫn, cho rằng em không thích nên anh buông tay. Hai chúng mình đang cùng chung một hoàn cảnh. Nay thấy em sống trong đau khổ, tinh thần suy sụp, nên muốn được chăm sóc em. Anh hứa chăm lo em có cuộc sống hạnh phúc. Giờ gặp lại em trong hoàn cảnh khó khăn, anh quyết không buông tay. Xin em cho anh cơ hội cùng em làm lại từ đầu. Tôi lặng người trước ánh mắt đầy tha thiết. Trong lúc tôi đang bị chồng ruồng bỏ, không thương tiếc, lời tỏ tình của anh khiến tôi rung động, có cảm giác ấm áp vô cùng. Sau lời tỏ tình, anh cho tôi suy nghĩ đến khi nào giải quyết xong chuyện gia đình thì cho anh ấy biết. Có lẽ vì sự đổ vỡ trong hôn nhân nên tôi cũng cần một người đàn ông bên cạnh.
cuộc tái hội ngộ với anh phải chăng là định mệnh cuộc đời của tôi và anh? Rồi chúng tôi cùng ôn lại những kỷ niệm xa xưa. Tôi bỗng vui vẻ, phấn khích lạ thường, trở lại nụ cười mãn nguyện. Tôi phải làm sao đây? Có nên nắm bắt lấy hạnh phúc này hay không? Bởi tôi sợ nếu từ chối sẽ mất đi người đàn ông yêu thương mình như thế nữa. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã xem, like, comment, subscribe để xem những clip Thăng Long Hà Nội ngàn năm, clip tự sự về tình yêu và gia đình. XN Trend Trong Cam on QUY 6DAZM, like, comment, subscribed. DEZM in Hung Clip Thăng Long Hà Nội ngàn năm, clip TUSUVE tin UVA GIA DIN.